xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục có một bài hát cô đô rề bước chân tu, tức là bài hát tiếp theo của mèo của mình nghe, cũng là bản nhạc trái luôn. Mình xin phép được cô qua lại mà tất cả các bạn cùng lắng nghe tiếng hát cô mèo của mình luôn nhé nhé nhé. Hồng trần lời dạo chơi mang giác ngộ đến cho muôn người, là một vị hành tu nay phải ngừng bộ hành nhân thế. Bởi nhân gian kia kẻ u mê người thì hiếu kỳ, một bước chân vạn soi mỗi ngàn sân si. Lòng đế ơn trên ban vào thương tam thánh nhân để cứu độ, tạo phước cho nhân sinh bao ghét đành chỉ là